hôm nay mình dẫn thy brother to September ở Bồ Sa để mà ăn thử cái chocolate fondue. Thì turn out là không thích không thích ăn ice cream. Nói chung là hôm nay là mấy ảnh khá khó chịu, nói chung là không ăn gì hết. Tiệm rất là xinh, rất là dễ thương, nhưng mà mình thấy chỗ ngồi mình không có được thoải mái lắm á mọi người. Nó kiểu như nhìn để mình chụp hình trang trí thôi mà, chứ không phải là kiểu mà để mình ngồi relax, ăn uống chơi lâu được hết. Tại vì bàn ghế nó có sự chênh lệch khá cao á. Cái bàn nó thấp hơn cái chỗ ngồi, mà nói chung là bằng đất, bằng sỏi, rồi xung quanh là cây xương rồng nữa. Nói chung là đi theo giữ em bé về cái đừng có đụng vô mấy cây xương rồng á, rất là mệt. Bạn thấy không, mấy cái bàn nó thấp quá rồi ghế thì nó cao hơn cái bàn á, cho nên khá là khó mà kiểu như mình ngồi enjoy với bạn bè thoải mái á, tại không có thoải mái lắm. Hai đứa đi vòng vòng tham quan tiệm, nhưng mà nhìn chung là tiệm rất là dễ thương, rất là đầu tư. Các bạn nhìn cái floor rồi, từng miếng gạch nhỏ ghép lên rất là cực đó. Mấy cái xương rồng này nó có gai như mọi người, là đụng vô nguy hiểm á. Thì mình biết nguy hiểm rồi, nhưng mà mấy đứa nhỏ nó không biết đó. Hay nó chơi giỡn gì nó phá, nó đụng vô. Thì bây giờ mình đang ráng chụp một vài tấm hình với hai đứa, tại vì rất là khó đi chơi, thường chỉ có hai vợ chồng thôi, thì thường là mình chụp cho chồng mình với hai em bé, hoặc là chồng mình chụp cho mình với hai em bé vậy đó. Cho nên mọi người mà có con thường là sẽ có những tấm hình thiếu một trong hai tại vì đâu ai chụp đâu, chỉ mình tự chụp nhau, làm phiền người ta cũng ngại, cũng không thích nữa. Mình ít khi thích làm phiền người khác lắm. Tại vì thấy người ta đang enjoy chơi đùa, tự nhiên bắt người ta dừng lại để chụp hình cho mình hay gì, mình không thích lắm. Sáng là dắt đi ăn sáng xong rồi mới qua đây ăn chocolate fondue. Nó ăn sáng vậy thôi, ngồi chơi là chính thôi à.